chào đón quý vị đến với tạp chí Ngân hàng và trong tạp chí Ngân hàng tuần này thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị các thông tin nổi bật sau đây. Ngân hàng nhà nước cam kết bán ngoại tệ bình ổn thị trường. Với Việt Nam thì hiệp định TPP quan trọng hơn là thay đổi lãi suất của Fed. Gần 20 nước đang chờ tham gia vào ngân hàng AIIB. Quý vị theo dõi các thông tin đầu tiên. Trước kỳ vọng của thị trường về việc tăng lãi suất của Fed thì có thể khiến cho thị trường ngoại hối trong nước bất ổn. Ngân hàng nhà nước vừa cam kết là sẽ bán ngoại tệ để bình ổn thị trường ngay khi cần thiết. Ngân hàng nhà nước khẳng định sẽ dùng nhiều biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp để đảm bảo cân đối cung cầu trên thị trường, xóa bỏ các kỳ vọng sai lệch để ổn định tỷ giá trong biên độ cho phép. Cũng theo nhận định của ngân hàng nhà nước, khả năng phép tăng lãi suất về cơ bản đã được phản ánh vào diễn biến lãi suất tỷ giá trên thị trường tài chính quốc tế từ cuối năm 2014 đến nay. Do đó, nhà điều hành chính sách tiền tệ này đã có tính đến yếu tố trên khi điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng và biên độ tỷ giá suốt thời gian qua. Vì vậy, tỷ giá đồng Việt Nam đã có dư địa đủ lớn để linh hoạt trước các diễn biến bất lợi trên thị trường trong và ngoài nước, không chỉ từ nay đến cuối năm mà cả những tháng đầu năm 2016. Nên thời điểm phép tăng lãi suất sắp tới sẽ không ảnh hưởng đến định hướng ổn định tỷ giá của Việt Nam. Thưa quý vị, như vậy là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã không tăng lãi suất như nhiều dự báo trước đó của giới đầu tư khắp thế giới. Vậy thì tại Việt Nam, các nhà phân tích nghĩ gì về động thái này và liệu quyết định này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường Việt Nam? Chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi với ông Viagra Makana, là giám đốc phân tích của công ty chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HSC. Thưa ông, như ông cũng biết, đêm qua Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định là không nâng lãi suất cho vay qua đêm trên thị trường liên ngân hàng. Ông có ngạc nhiên với động thái này không? Tôi không hẳn ngạc nhiên đâu, tôi nghĩ nếu ta nhìn vào lạm phát của Mỹ có thể thấy nó khá thấp, dưới mức mục tiêu 2% đã đề ra, chỉ mới 1,2% mà thôi. Vì vậy, tôi tin rằng Fed sẽ đợi đến khi lạm phát tăng nhanh hơn trước khi ra quyết định tăng lãi suất trong thời gian tới. Tôi nghĩ có 90% xác suất là Fed sẽ tăng lãi suất vào cuối năm nay, chứ không phải là tháng tới đâu. Yes, I know. Vâng, tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng chuyện Fed không tăng lãi suất cũng có thể gây ra những rủi ro khác. Ông có nghĩ là chúng ta sẽ chứng kiến hiện tượng bán tháo cổ phiếu hay ít ra là lực mua sẽ yếu đi trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong nay mai, mai không? Tôi không quá lo ngại về điều này vì nhiều lý do. Trước tiên là chúng tôi đã chờ đợi quyết định tăng lãi suất của Fed suốt một năm rưỡi này. Nghĩa là người ta đã biết trước chuyện này một thời gian dài rồi. Thứ hai là về chuyện nhà đầu tư ngoài sẽ bán cổ phiếu và rút tiền khỏi Việt Nam. Thực ra thì mấy năm nay khối ngoại cũng không rót nhiều tiền vào Việt Nam, nghĩa là không có nhiều tiền ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam nữa. Vì vậy sẽ không có nhiều tiền rời khỏi sàn giao dịch lúc này. Và tôi nghĩ những dòng tiền muốn thói lui thực ra đã rút đi rồi. Thế ông nghĩ gì về phản ứng của nhà đầu tư trong nước trước quyết định này của Fed? Tôi nghĩ lúc này nhà đầu tư Việt Nam khá thận trọng. Một trong những lý do đó là vẫn còn khoảng cách giữa tốc độ tăng trưởng cung tiền và tăng trưởng tín dụng vốn đã được định sẵn mục tiêu. Vì vậy, một phần dòng tiền từ thị trường chứng khoán nay đang đổ vào bất động sản và đầu tư hạ tầng, thậm chí cho mục đích tiêu dùng hoặc nói chung là đổ vào các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Vì vậy, hiện không có nhiều tiền nhàn rỗi để đổ vào chứng khoán như hồi năm ngoái hay năm kia nữa. Vâng. Vậy ông có tin rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có bước hồi phục sau quyết định này của Fed không? Tôi tin rằng vào năm tới, khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP được ký kết, thị trường chứng khoán sẽ tăng trưởng trở lại. Tôi nghĩ rằng với kinh tế Việt Nam, câu chuyện TPP quan trọng hơn là chuyện lãi suất hay lạm phát. Vậy có phải ông tin rằng là tác động của TPP lên Việt Nam sẽ lớn hơn nhiều so với chuyện phép tăng lãi suất? Vâng, tôi nghĩ rằng TPP hiện giờ là điều quan trọng nhất đối với kinh tế Việt Nam. Bởi dù Fed có tăng lãi suất đi chăng nữa, thì có thể họ cũng chỉ tăng một lần, với 0,25 điểm phần trăm thôi. Tôi chỉ ngại khi Fed tăng lãi suất lên gấp 3 hay gấp 4 lần hiện nay thôi. Nhưng tôi không nghĩ chuyện đó có thể xảy ra. Thế quyết định không tăng lãi suất của Fed liệu có gây chút tác động nào đó lên thị trường ngoại hối hay mặt bằng lãi suất ở Việt Nam không thưa ông? Một lần nữa tôi cho rằng chuyện Fed có tăng lãi suất hay không chả ảnh hưởng gì mấy đến mặt bằng lãi suất Việt Nam đâu. Cái mà chúng ta cần quan tâm là diễn biến từ đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Nếu như Trung Quốc tiếp tục điều chỉnh tỷ giá đồng nhân dân tệ thì ngân hàng nhà nước sẽ phải có phản ứng kịp thời. Vâng, xin cảm ơn ông. Tại hội thảo tìm cơ chế hỗ trợ vốn và lãi suất cho doanh nghiệp, đại diện của VCCI đã đề xuất ngành ngân hàng cần giảm thêm lãi vay cho doanh nghiệp bởi vì còn nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thoát khỏi khó khăn. Theo VCCI, lạm phát đang ở mức rất thấp, khả năng cả năm CPI chỉ tăng quanh mức 2% so với năm 2014. Vì vậy, mức lãi suất đi vay ngân hàng hiện nay với doanh nghiệp là vẫn còn tương đối cao, do đó cần phải giảm lãi suất về mức tương ứng với lạm phát. Tuy nhiên, theo đại diện Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương, lãi suất cả ngắn hạn lẫn trung và dài hạn đều khó giảm thêm trong những tháng tới, bởi lãi suất không chỉ phụ thuộc vào lạm phát mà còn dao động theo tỷ giá và lãi suất đồng đô la Mỹ. Hiện nay đồng đô la đang lên giá, dự kiến đồng đô la sẽ còn tiếp tục lên giá khi phép tăng lãi suất. Nếu lãi suất Việt Nam đồng giảm xuống thì nhu cầu nắm giữ đô la của người dân sẽ tăng lên. Ngoài ra áp lực phát hành trái phiếu chính phủ cũng đang rất lớn. Hiện nay lượng vốn ngân sách huy động được qua kênh trái phiếu vẫn chưa được một nửa kế hoạch 230.000 tỷ đồng của cả năm nay. Nếu nhà phát hành muốn các ngân hàng thương mại mua trái phiếu thì phải giữ lãi suất trung và dài hạn ở mức hấp dẫn. Cũng liên quan đến cơ chế tiếp cận vốn, VCCI còn đề nghị ngân hàng nhà nước nới râm tín dụng cho một số ngân hàng cổ phần. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết là sẽ tiến hành thanh tra việc trục lợi từ gói hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng. Công tác thanh tra sẽ diễn ra tại các ngân hàng đang triển khai gói cho vay ngay trong tháng 9 này. Trước đó thì Bộ Xây dựng đã có công văn yêu cầu các địa phương phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng thực hiện thanh tra kiểm tra dấu hiệu trục lợi của các cá nhân, tổ chức trong quá trình triển khai gói cho vay 30.000 tỷ đồng. Bộ cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước ra soát, kiểm tra lại quy trình cho vay, việc giải ngân vốn vay, bảo đảm việc cho vay phải đủ điều kiện và đúng đối tượng theo quy định. Thưa quý vị, mới đây thì Ngân hàng ICBC đã chính thức trở thành ngân hàng đầu tiên của lãnh thổ Đài Loan tham gia vào thị trường tài chính Việt Nam khi khai trương chi nhánh ở Đồng Nai. ICBC là ngân hàng hoạt động và phục vụ đứng đầu ở thị trường Đài Loan, đã đạt được nhiều giải thưởng ở lãnh thổ Đài Loan và quốc tế. Ngân hàng ICBC hiện đang có mạng lưới phủ rộng đến 17 thị trường, trong đó bao gồm các thị trường tài chính đang phát triển mạnh ở châu Á như Hồng Kông, Singapore, Việt Nam, Campuchia, Myanmar. Hiện tại, ICBC đang là ngân hàng đầu tiên cũng như duy nhất của lãnh thổ Đài Loan được ngân hàng nhà nước Việt Nam cấp giấy phép hoạt động. Đồng Nai là nơi đầu tiên mà Eason lựa chọn để mở chi nhánh tại Việt Nam. Chúng tôi lựa chọn Đồng Nai làm nơi mở chi nhánh đầu tiên bởi vì nơi đây đang có sự phát triển tốt, địa thế lại nằm ở gần các khu công nghiệp trọng yếu của phía Nam như Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Ở thời điểm hiện tại, Đối tượng mà chúng tôi muốn hướng đến đó là cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp cỡ nhỏ và tầm trung. Trong tương lai, chúng tôi định hướng sẽ mở thêm các chi nhánh ở các tỉnh thành khác và sẽ cung cấp thêm các dịch vụ hướng đến đối tượng doanh nghiệp lớn và các cá nhân để giúp cho thị trường tài chính Việt Nam tiến gần hơn đến với tiêu chuẩn quốc tế. Y cam kết sẽ hoạt động với hiệu suất tốt nhất có thể để giành lấy sự tin tưởng của thị trường Việt Nam. Ở Việt Nam, ngân hàng Y sẽ cung cấp các dịch vụ bao gồm tài chính thương mại, cho vay vốn lưu động, cho vay trung và dài hạn, các loại hình bảo lãnh và cho vay hợp vốn. Mỗi tuần một con số trong tạp chí ngân hàng tuần này, chúng tôi sẽ đề cập đến con số 3%. Đây là tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng đến tháng 9 này đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng công bố tại buổi tiếp đại diện ngân hàng phát triển châu Á ADB. Theo đó, thì Việt Nam không chỉ giảm nợ xấu hệ thống ngân hàng từ mức 17% hồi năm 2012 xuống còn 3% như hiện nay, mà cơ bản cũng đã xử lý xong các ngân hàng yếu kém. Về nợ công, thì người đại diện chính phủ cũng khẳng định bảo đảm an toàn về kiểm soát nợ công trong giới hạn quy định, cam kết trả nợ đúng hạn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, với mục tiêu chính là tập trung cho phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu. Ở nội dung tiếp theo thì tạp chí ngân hàng tuần này xin gửi đến quý vị một số tin vấn đáng chú ý liên quan đến ngành ngân hàng. Sau khi mua 160 triệu cổ phiếu được chào bán riêng lẻ từ Ngân hàng Quân đội, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCIC đã trở thành cổ đông lớn tại nhà cho vay này, với phần nắm giữ tương đương 10% vốn của Ngân hàng Quân đội. Được chào bán riêng lẻ của Ngân hàng Quân đội còn ghi nhận sự tham gia của các nhà đầu tư lớn thuộc tập đoàn Viettel, Tân Cảng Sài Gòn và Tổng Công ty Trực Thăng Việt Nam. Bình luận về sự kiện bị hai quỹ đầu tư FUSI và Market Vectors loại khỏi danh mục đầu tư khiến giá cổ phiếu biến động lớn, đại diện BIDV cho rằng đây chỉ là diễn biến mang tính ngắn hạn. BIDV cũng tự tin nhận định, cổ phiếu BID sẽ duy trì xu hướng tích cực trở lại. BIDV cho biết hoàn toàn có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh như đã dự kiến hồi đầu năm. Đến tháng 6 năm nay, tín dụng tại BIDV đã tăng hơn 16%. Theo phân tích mới đây từ Chứng khoán Bản Việt, dòng vốn đang chảy từ thị trường trái phiếu sang thị trường tín dụng, trong khi tỷ lệ trúng thầu trái phiếu ngày càng thấp thì tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng đến cuối tháng 8 năm nay đã là 10,23%, tính từ đầu năm đến giữa tháng 9, lượng trái phiếu phát hành mới chỉ đạt 39% mục tiêu cả năm nay là phải huy động 250.000 tỷ đồng. Vì vậy theo Chứng khoán Bản Việt, hiện áp lực tăng lãi suất tại các phiên đấu thầu trái phiếu hiện rất lớn. Trong phần 2 của tạp chí ngân hàng, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị các thông tin đáng chú ý tiếp theo. Những lưu ý khi mở tài khoản thanh toán. Khi nào phát sẽ thực hiện nâng lãi suất?